Thưa quý vị, sau nhiều năm triển khai chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm OCOP đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn Đà Nẵng xuất hiện nhiều chủ thể với các dòng sản phẩm được đầu tư có chất lượng cao. Tuy nhiên, nhiều sản phẩm vẫn chưa có chỗ đứng trên thị trường do sức tiêu thụ còn thấp, ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Kể từ khi tham gia chương trình OCOP cho đến nay, Hợp tác xã Làng Phú Sơn, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang ngày càng cho ra mắt nhiều dòng sản phẩm chất lượng về chả cá, cá sấy khô các loại. Theo anh Cao Văn Tới, giám đốc hợp tác xã, thương hiệu sản phẩm ngày càng được đón nhận là nguồn động lực lớn để các xã viên cũng như người dân chung tay đầu tư và mở rộng sản xuất. Mình vận động các hộ dân xung quanh và kể cả bản thân gia đình để nuôi cái cá lóc để đạt tới cái giá trị thương phẩm. Sau đó là mình thu mua, tặng mua đến cho các hộ. Và cái diện tích ở đây nuôi là khoảng hơn 5.000 mấy vuông. Tương tự tại Hợp tác xã Rau An Toàn Túy Loan, xã Hòa Phong, để có đủ sản phẩm rau sạch gắn mát, mỗi ngày các xã viên phải thường xuyên ra ruộng thế này. Tuy nhiên, cũng giống như Hợp tác xã Làng Phú Sơn, mặc dù tích cực sản xuất, mở rộng nguồn cung, nhưng việc tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm OCOP nói chung vẫn rất khó khăn. Đặc biệt, với các sản phẩm mới tham gia chương trình, thì kênh quảng bá duy nhất là các hội chợ cấp xã, huyện. Hàng ngày thì ra khoảng trên 1 tấn rau, thì mức tiêu thụ nói chung là cũng chưa hết được cái sản phẩm đó. Cho nên cũng mong muốn các cấp lãnh đạo là quan tâm hơn nữa, là tạo điều kiện để cho các doanh nghiệp, hợp tác xã Rau Vĩnh Long và các hợp tác xã về cái nông nghiệp là tiếp cận với các đơn vị, với ban tập thể và các trung tâm thương mại và siêu thị để giải quyết cái đầu ra cho bà con nông dân. Trước thực trạng đó, ngành công thương thành phố đã có nhiều giải pháp để hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm OCOP thành phố, trong đó chú trọng việc kết nối cung cầu trong khu vực, tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại. Bản thân các chủ thể cũng chủ động tìm kiếm đầu ra để cải thiện sức tiêu thụ cho sản phẩm của mình. Trước mắt thì cũng đưa sản phẩm của mình theo đến gần người dân nhất qua hình thức như thế này. Của chương trình OCOP của Sở Công Thương khởi xướng như thế này. Còn sau này thì quảng bá những cái trong cái hướng là những showroom trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận. Làm ra sản phẩm OCOP với các tiêu chuẩn được chứng nhận đã khó, nhưng tìm đầu ra cho sản phẩm lại càng khó hơn. Đây là bài toán phức tạp cần sự hợp tác chung tay của ba nhà nước, nhà nông và doanh nghiệp để tạo ra thị trường bền vững cho các sản phẩm OCOP Đà Nẵng.